Tòa tuyên thẩm Shah Alam thuộc bang Selangor của Malaysia vào hồi tháng 8 quyết định sẽ tiến hành các buổi đối chất với hai nghi phạm đoàn Thị Hương và Siti Asia, người Indonesia, trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Phiên đối chất của Asia ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào hồi tháng này, nhưng đã bị lùi đến ngày 7 tháng 1 năm 2019, sau khi luật sư chính của cô này là Gu Sun bị ốm, theo tờ AFP đã cho biết. Các buổi đối chất của đoàn Thị Hương ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 1 và tháng 2 năm sau, nhưng hiện bị lùi đến tháng 3 và tháng 4, bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Với lời khai từ 34 người, công tố viên cho rằng bốn kẻ chủ mưu người Triều Tiên đã tuyển mộ Hương và City, đào tạo và cung cấp cho họ chất độc thần kinh VX. Cả bốn người Triều Tiên đã rời khỏi Malaysia vào ngay sau khi người bị nghi là Kim Jong-nam đã qua đời. Tổng phán Asmi Arifif, cho rằng vụ sát hại người bị nghi là Kim Jong Nam là một kế hoạch có âm mưu từ trước giữa hai nữ bị cáo và bốn nghi phạm Triều Tiên đang bỏ trốn. Vì thế, ông yêu cầu các bị cáo bước vào phiên biện hộ với những cáo buộc tương ứng. Tấm phá cũng thêm rằng không thể loại trừ khả năng đây là một vụ ám sát mang động cơ chính trị. Song lưu ý chưa có bằng chứng chắc chắn cho điều này.